Trong năm 2023 vừa qua, toàn thị trường chứng kiến sự trỗi dậy của Bitcoin Ordinals, giao thức cho phép người dùng sáng tạo, cho phép người dùng sáng tạo ra các sản phẩm được gắn vào mỗi đơn vị Satoshi. Nhờ vào đó, mạng lưới Bitcoin cũng ngày càng phát triển và đồng thời mở khóa thêm nhiều định hướng mới trên blockchain này. Vừa qua, nền tảng Coinlist cũng lần đầu tiên công bố mở bán một dự án thuộc mạng lưới Bitcoin, đó chính là TAP Protocol. Dự án được cho là sẽ mang lại nhiều sự cải tiến mới cho nền kinh tế của Bitcoin Ordinals, hay còn gọi là OFI. Vậy TAP Protocol có những đặc điểm nào đáng chú ý? Hãy cùng ChainCoinVN tìm hiểu thông qua video ngày hôm nay nhé! TAP Protocol là một giao thức DeFi mang nhiều cải tiến cho các hoạt động tài chính cũng như khai mở các ứng dụng sáng tạo trong khuôn khổ Bitcoin Ordinals. Dự án được kỳ vọng sẽ kích hoạt tiềm năng của các chức năng chính trên mạng Bitcoin như Swap, Ordinals Fractional Ownership, tức quyền sở hữu theo tỷ lệ, DApp dành cho OFI và Promise, một dạng như Smart Contract dành riêng cho mạng Bitcoin. TAP Protocol hiện được triển khai trên hệ sinh thái của Chark System, được biết đến như một Decentralized Meta Protocol Checking dành riêng cho Bitcoin Ordinals. Hiểu một cách đơn giản, TAP Protocol tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà phát triển xây dựng trên Bitcoin theo một cách dễ dàng, an toàn và độc đáo, không giống với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. TAP Protocol còn nâng cao khả năng của Bitcoin bằng cách cho phép xây dựng trực tiếp trên Bitcoin Ordinals, bỏ qua các hạn chế truyền thống và thực hiện các chức năng phức tạp hơn. Bên cạnh đó, người dùng mới cũng có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm trên Bitcoin Ordinals thông qua các trải nghiệm được tối ưu bởi TAP Protocol. Những đặc điểm nổi bật của TAP Protocol có thể kể đến như sau. Thứ nhất là tích hợp liền mạch. TAP Protocol tận dụng những ưu điểm của cơ sở hạ tầng hiện có trên mạng Bitcoin để triển khai và phát triển các sản phẩm, duy trì việc vận hành được liền mạch. Thứ hai là dễ tiếp cận, tối ưu các trải nghiệm người dùng theo cách đơn giản nhất, cho phép dễ dàng thực hiện mint hoặc chuyển đổi qua lại giữa các loại tài sản khác nhau. Thứ ba là bảo mật. Bitcoin là mạng lưới blockchain đầu tiên cũng như có độ bảo mật tốt nhất hiện tại. Với việc triển khai trên mạng lưới này, TAP Protocol tiếp tục kế thừa ưu điểm trên. Thứ tư là phiên bản blockchain nâng cấp. TAP Protocol hứa hẹn sẽ hoạt động theo một hướng mới, cao cấp hơn các blockchain truyền thống. Dự án sẽ phát triển mạnh các tính năng như quản trị phi tập trung, khả năng multisend, hỗ trợ đa dạng các chuẩn token. Và cuối cùng là Promises. Bản chất của tính năng có nhiều nét tương đồng với một layer 1 khi cho phép tiếp cận theo cách hoàn toàn mới, không phụ thuộc quá nhiều về thực thi mã EVM. Promise là nền tảng cơ sở cho các sản phẩm DeFi khác nhau gồm Staking, Lending, Bonds. Và sau đây, hãy cùng mình phân tích về ưu nhược điểm của TAP Protocol nhé. Đầu tiên, để nói về ưu điểm, thì dự án bao gồm những ưu điểm như sau. Giải pháp tiềm năng cho hệ sinh thái Bitcoin Ordinals được mở bán trên Coinlist, nền tảng ICO uy tín hàng đầu thị trường nhiều năm qua. Tần suất hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội được duy trì đều đặn. Đội ngũ tích cực tham gia các buổi AMA, kết nối tương tác với cộng đồng, các thông số PR để có kết quả tích cực, có các backer lớn đứng đằng sau. Và đội ngũ phát triển được nhiều chuyên gia đánh giá là có kinh nghiệm tốt. Còn về nhược điểm của TAP Protocol, mình có thể điểm qua như sau. Thứ nhất là chưa có nhiều thông tin về token TAP. CEO của dự án thì vẫn đang ẩn danh. Smart contract của dự án vẫn chưa có đơn vị kiểm toán bảo hộ, chưa liên kết nhiều với các KOL hay KOC, chiến dịch SEO chưa hiệu quả và chưa có chiến lược marketing rõ ràng. Đối với các nhà đầu tư thì dự án đã gọi vốn qua hai vòng, với vòng thứ nhất là vòng ẩn danh vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, huy động thành công 4,2 triệu USD với sự dẫn đầu của Sora Ventures cùng các quỹ đầu tư như Bedrock Capital, Cypher Capital, Cosmos Ventures, Compute Ventures, Cogiton Ventures. Tiếp theo vòng ICO ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024, dự án hiện tại đang mở bán trên nền tảng Coinlist với số tiền huy động được là 5,62 triệu USD. Sàn đối tác của TAP Protocol cũng có một số cái tên nổi bật như Google Cloud, MongoDB, MS Scribe, The Block Runner. Bên cạnh đó thì CEO của TAP Protocol cũng công bố dự án vừa ký kết hợp tác cùng Bitmap, một nền tảng Metaverse đáng chú ý trên mạng Bitcoin. Sự hợp tác này mang theo kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh quá trình tiếp cận sản phẩm của dự án đến cộng đồng cùng những tiềm năng thú vị khác trong tương lai. Về token key metric của dự án thì hiện tại ChainCoinVN vẫn đang trong quá trình cập nhật.
các bạn hãy theo dõi kênh thường xuyên để có được những thông tin nhanh chóng và cụ thể nhất nhé. Token USK thì dùng để làm phần thưởng thanh toán, phí gas, kích hoạt chức năng Promises, incentive cho các validator và dùng để quản trị. Về token allocation thì các bạn thể theo dõi qua hình bên dưới. Tương tự là token release schedule. Trên đây là video về TAP Protocol, dự án đang được mở bán trên nền tảng Coilis. Bạn có nghĩ TAP Protocol sẽ bùng nổ như các hidden game của Coilis một chút hay không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để trao đổi cùng cộng đồng TreeCoin VN nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.